Hi, xin chào. Chào mừng các bạn đến với Sao Bí Ẩn. Chúc các bạn một ngày nhiều năng lượng. Việt, Lào vốn dĩ là thân nhau như anh em, hẳn các bạn đều biết rồi. Mới gần đây, Việt Nam lại có nhiều hỗ trợ tới nước bạn Lào, giúp Lào ngày càng phát triển. Những động thái này khiến người dân Lào rất xúc động. Các bạn hãy cùng AD tìm hiểu về những gì Việt Nam đã làm giúp Lào gần đây nhé. Doanh nghiệp Việt xây sân bay hơn 80 triệu USD cho Lào. TPO, dự án sân bay Nong Khang có tổng vốn đầu tư 82 triệu USD theo hình thức xây dựng, chuyển giao giữa công ty cổ phần nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai với chính phủ Lào. Lễ bàn giao và đưa vào sử dụng sân bay Nong Khang đã diễn ra tại tỉnh Hủa Phăn vào chiều 15 tháng 5. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 80 triệu USD theo hình thức xây dựng, chuyển giao giữa công ty cổ phần nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai với chính phủ Lào. Nguồn kinh phí xây dựng dự án do công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ký hợp đồng cho chính phủ Lào vay vào ngày 15 tháng 6 năm 2013, đại diện là Bộ Tài chính Lào. Đến tháng 12 năm 2019, dự án chuyển đổi chủ thể cho vay từ Hoàng Anh Gia Lai sang công ty cổ phần nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai. Năm 2021, tập đoàn Thaco điều hành công ty Hoàng Anh Gia Lai Agrico và tiếp quản dự án sân bay Nong Khang để tiếp tục thực hiện đẩy nhanh tiến độ bàn giao. Dự án sân bay Nong Khang có tổng vốn đầu tư 82 triệu USD. Sân bay Nong Khang được xây dựng theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế với công suất phục vụ 100.000 lượt khách trên năm và có thể tiếp đón máy bay loại 70-100 chỗ ngồi. Theo Thaco, trong quá trình tiếp quản dự án, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do dự án đã hết thời gian thực hiện hợp đồng, phần chi phí phát sinh chưa được phê duyệt cùng với việc dịch COVID-19 diễn ra liên tiếp trong 2 năm 2021 và 2022. Đến ngày 9 tháng 5 năm 2022, khi được chính phủ Lào cho phép nhập cảnh, nhà thầu đã huy động nhân sự có mặt tại công trường và tổ chức thi công, hoàn thành dự án theo kế hoạch. Sân bay Nong Khang đóng vai trò chiến lược trong phát triển kinh tế của tỉnh Hủa Phăn nói riêng và vùng Đông Bắc của Lào nói chung, giúp kết nối nhanh chóng khu vực với thủ đô Viên Chăn và các tỉnh, thành phố khác. Ngoài ra, sân bay Nong Khang còn nằm trong khu vực cửa ngõ giao thương kinh tế đường bộ của Lào và Việt Nam, là yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển xuất nhập khẩu qua biên giới hai nước. Doanh nghiệp Việt Nam cùng tỉnh Atapu của Lào xóa đói giảm nghèo. Mỗi năm, công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển nông nghiệp Khangsay thuộc tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tạo ra các sản phẩm nông nghiệp sạch trị giá trên 30 triệu USD giúp người dân tỉnh Atapu có thu nhập ổn định. Trong những năm qua, việc tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm hữu cơ trên thế giới có xu hướng gia tăng mạnh mẽ và đang ngày càng trở nên phổ biến với người tiêu dùng. Nắm bắt được nhu cầu này, nhiều nhà đầu tư Việt Nam tại Lào đã và đang đầu tư sản xuất các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ. Điều này không chỉ giúp họ có đầu ra tốt cho sản phẩm, mà còn đem lại thu nhập ổn định và khá cao theo mặt bằng thu nhập của người dân Lào. Đặc biệt còn giúp người dân ở vùng sâu vùng xa của Lào thay đổi tập quán, thói quen canh tác, làm quen với sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, qua đó hỗ trợ ổn định cuộc sống lâu dài. Với hơn 1.000 hectare đất trồng chuối hữu cơ công nghệ cao nằm tại huyện Saisatha, tỉnh Atapu, mỗi năm công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển nông nghiệp Khangsay thuộc tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đang tạo ra các sản phẩm nông nghiệp sạch với giá trị khoảng trên 30 triệu USD. Trò chuyện với phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Lào, ông Nguyễn Chí Thắng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển nông nghiệp Khangsay, cho biết trong bối cảnh nhu cầu các sản phẩm hữu cơ của thị trường Trung Quốc và thế giới ngày càng tăng cao, cung không đủ cầu, chính phủ Lào cũng đang khuyến khích và tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Trong khi đó, ở Lào đất rộng, người thưa, người dân xưa nay hầu như không có thói quen sử dụng hóa chất trong sản xuất nông nghiệp, quỹ đất sạch, liền thửa còn nhiều, rất phù hợp với việc phát triển nông nghiệp hữu cơ. Ngoài ra, việc đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp sạch còn giúp công ty sản xuất ra các mặt hàng hữu cơ có giá trị thặng dư cao, đồng thời giúp bảo vệ nguồn đất, nguồn nước và môi trường sống của người dân, phù hợp với chính sách phát triển nông nghiệp bền vững của chính phủ Lào. Theo ông Nguyễn Chí Thắng, thời tiết ở tỉnh Atapu nắng nóng nên mỗi năm chuối ở khu vực này có thể cho thu hoạch 2 vụ, với tỷ lệ trồng khoảng 2.500 cây chuối trên hecta trên diện tích 1.200 hecta chuối hiện có. Mỗi năm, công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển nông nghiệp Khangsay có thể xuất khẩu khoảng 60.000 tấn chuối hữu cơ. Với mức giá trung bình khoảng 450 USD trên tấn, mỗi năm chỉ riêng chuối xuất khẩu đã đem về cho công ty khoảng gần 27 triệu USD.
Đối với khoảng 40% số chuối không đủ tiêu chuẩn xuất khẩu còn lại, công ty chế biến thành thức ăn chăn nuôi xuất khẩu và nuôi bò, gà ta và lợn thả rông, đem lại nguồn thu nhập tăng thêm khoảng 6 triệu USD trên năm. Trước tiềm năng và nhu cầu ngày càng lớn của thị trường về các sản phẩm hữu cơ, công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển nông nghiệp Khansay hiện đang xin thêm chính quyền tỉnh khoảng 500 hectare đất để mở rộng diện tích cây trồng hữu cơ. Hướng đi mới của công ty đã góp phần tạo thu nhập cao và ổn định cho lao động địa phương. Trường hợp chị Keo Khonlakhon, quê ở huyện Samakhisay, tỉnh Atapu, là một ví dụ điển hình. Chị đã trở về quê sau 9 năm lưu lạc, xuống tận thủ đô Viên Chăng cách đó gần 1.000 km để làm công nhân trong một công ty may mặc của Pháp với mức thu nhập khoảng 3 triệu kiếp trên tháng. Khi đại dịch Covid-19 bùng phát, công ty đóng cửa và chị phải trở về quê. Tuy nhiên, chị Keo Khonlakhon không thể ngờ rằng ở quê nhà cũng có việc với mức thu nhập tương đương hoặc thậm chí còn cao hơn ở thủ đô. Chia sẻ với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, chị Keo cho biết 9 năm ở Viên Chăng, chị thỉnh thoảng mới dám về nhà vì đường xa, chi phí tốn kém. Nay trở về quê nhà vào làm việc tại nhà máy chế biến chuối của công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển nông nghiệp Khansay, chị vừa có thu nhập cao, vừa được gần gia đình. Chị tâm sự, làm việc ở đây rất vui, vừa gần nhà mà lương cũng trên 3 triệu kiếp trên tháng, như làm cho công ty ở Pháp ở Viên Chăng. Ngoài ra, công ty Việt Nam còn hỗ trợ thực phẩm và gạo hàng tháng cho công nhân nữa, tôi vui lắm. Suốt từ bé, chị biết gắn với ruộng, nương, làm việc quần quật. Quanh năm vất vả nhưng thu nhập bấp bênh, cuộc sống vẫn thiếu thốn muôn bề. Anh Son Sayavon ở huyện Sekamen cảm thấy vô cùng sung sướng bởi kể từ khi vào làm việc ở công ty với mức thu nhập trung bình như trên, anh chẳng những tự lo chi phí trang trải cuộc sống mà còn có tiền giúp đỡ gia đình. Anh Son Sayavon nói sau khi làm việc cho công ty hơn 1 năm, cuộc sống của anh khấm khá hơn hẳn và hiện chỉ mong muốn được làm việc cho công ty lâu dài vì ngoài lương, lãnh đạo công ty Việt Nam còn hỗ trợ gạo, thực phẩm hàng tháng, cung cấp chỗ ở cho các gia đình và rất quan tâm tới đời sống của công nhân. Tương tự như anh Son Sayavon, vợ chồng anh Sai Vanongvon ở bản Hassan, huyện Saishatha trước đây cũng chỉ biết làm nương, cuộc sống rất khó khăn. Kể từ khi làm việc cho công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển nông nghiệp Khansay với mức thu nhập của hai vợ chồng khoảng trên 6 triệu kiếp trên tháng, đời sống của gia đình anh thay đổi hẳn. Anh Sai bộc bạch, trước đây cuộc sống ở bản chỉ là làm nương khó khăn lắm, làm ở đây rất vui và yên tâm, lãnh đạo công ty Việt Nam rất tốt, thu nhập của chúng tôi cao hơn rất nhiều so với làm ở bản. Từng là công nhân xây dựng tự do, nay đây mai đó, lúc có việc, lúc không, anh Keo Kittisay, huyện Khon, tỉnh Champasak, cách huyện Saishatha, tỉnh Atapu khoảng hơn 300 km, bày tỏ, kể từ khi vào làm công nhân thu hoạch chuối ở công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển nông nghiệp Khansay, anh vừa có công việc ổn định, vừa được công ty bố trí chỗ ở cho gia đình, lại có thu nhập ổn định từ 3,5 triệu kiếp đến 5 triệu kiếp trên tháng. Chính vì vậy, anh rất vui và muốn gắn bó lâu dài với công ty. Theo giám đốc Nguyễn Chí Thắng, công ty hiện đang tạo công ăn việc ổn định cho khoảng 900 lao động địa phương với thu nhập trung bình từ 3 đến 5 triệu kiếp. Ngoài các chính sách hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nơi ăn ở, phương tiện đưa đón, công ty còn hỗ trợ chữa trị miễn phí các trường hợp bị ốm, tai nạn lao động. Các bệnh nhân nhẹ sẽ được điều trị tại bệnh viện Atapu, cũng do tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tài trợ. Nếu nặng sẽ chuyển về bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai ở tỉnh Gia Lai. Đây cũng là lý do nhiều lao động địa phương rất muốn làm việc lâu dài với công ty. Trao đổi với các phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, ông Thanasay Banson, phó tỉnh trưởng tỉnh Atapu, đánh giá cao hiệu quả của các dự án đầu tư của Việt Nam tại tỉnh, đặc biệt là các dự án nông nghiệp công nghệ cao. Ông nhấn mạnh các dự án này không chỉ giúp người dân thay đổi thói quen canh tác, có nhiều đóng góp quan trọng trong việc tạo thu nhập và việc làm ổn định cho người dân, mà còn tạo ra nhiều mặt hàng đủ tiêu chuẩn xuất khẩu cho tỉnh và cho Lào. Đánh giá về vấn đề này, Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Lào, ông Khamjen Vongphosi cho biết trong những năm qua, Việt Nam đã hỗ trợ Lào nghiên cứu, xây dựng chính sách phát triển nông nghiệp, thúc đẩy hợp tác đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để sản xuất hàng hóa nông sản sạch và bền vững nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu, trong đó có dự án phát triển nông nghiệp hỗn hợp của công ty Hoàng Anh Atapu, dự án nuôi bò tại tỉnh Siêng Khuông và nhiều dự án khác mang lại kết quả rất tốt. Các dự án nói trên không chỉ có ý nghĩa rất quan trọng về kinh tế, xã hội và chính trị, mà còn góp phần đáng kể vào công tác xóa đói giảm nghèo của nhân dân các dân tộc Lào. Video ngày hôm nay đã kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nè. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Like, chia sẻ, đăng ký ủng hộ Việt Nam Thức Giấc nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!